Kính thưa quý thính giả, để có cái nhìn tổng quát về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua, phóng viên Hải Nguyên của đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban mạng lưới nhân quyền Việt Nam, về nội dung bản báo cáo nhân quyền Việt Nam vừa được tổ chức và công bố hôm 21 tháng 5 năm 2017 vừa qua. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Nguyên. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng và rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông ngày hôm nay. Xin chào anh Hải Nguyên, xin chào quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa ông, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vừa cho công bố một bản báo cáo nhân quyền 2016 và 2017, thì ở Việt Nam cũng diễn ra một cuộc đối thoại về nhân quyền Việt-Mỹ. Vậy xin ông cho thính giả của đài được biết hai sự kiện này có liên quan gì với nhau không thưa ông? Hình như anh cũng đã biết, thì cái mục tiêu của cái báo cáo nhân quyền thường niên của Mạng lưới Nhân quyền là để trình bày cái thực trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam cho dư luận thế giới nói chung, đặc biệt là các chính quyền của các quốc gia yêu chuộng tự do và các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, thì nhân trong đó có chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng mà thẳng thắn trả lời rằng là có một sự liên hệ thì không có, vì chúng tôi làm cái báo cáo để cho mọi người, chẳng phải để cho bất cứ chính phủ nào khác biệt nào cả. Tuy nhiên, như anh cũng đã biết, trong khoảng tháng 5, hàng năm á, thường thường có cái cuộc gọi là đối thoại nhân quyền Mỹ và Việt Nam, và có một sự kiện khác nữa là Ngày Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ. Cái sự kiện thứ ba là cái báo cáo nhân quyền của Mạng lưới Nhân quyền được phổ biến. Thì trong những năm trước, trong cái ngày mà Quốc tế Nhân quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ, thì chúng tôi Mạng lưới Nhân quyền đã trao tận tay cho các giới chức của Bộ Ngoại giao cũng như các vị dân cử của chính quyền Mỹ trong buổi lễ đó. Và tôi được biết rằng là cái việc mà họ để ý đến cái báo cáo chính quyền rất là cụ thể. Chẳng hạn như cách đây được khoảng hơn một tuần thì Mạng lưới Nhân quyền đã được một nhân vật cao cấp ở tòa đại sứ Mỹ trong cái bộ phận về chính trị đó liên lạc để xin làm sáng tỏ về một vài chi tiết của hai nhân vật trong cái danh sách tù nhân chính trị của báo cáo nhân quyền năm 2015 của chúng tôi. Khôi dù rằng không phải mục đích là để phục vụ cho cái đối thoại nhân quyền, tuy nhiên cái ảnh hưởng là có, chả thế. Như vậy xin ông cũng cho biết nội dung chính bản báo cáo nhân quyền vừa được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam công bố ngày 21 tháng 5 vừa qua thưa ông. Dạ thưa anh, thì cái báo cáo nhân quyền của Mạng lưới Nhân quyền ấy được hình thành dựa trên những cái tiêu chí của cái hai công ước chính của luật quốc tế nhân quyền, đó là công ước về các quyền chính trị và dân sự và công ước tế về các quyền xã hội văn hóa kinh tế. Thì dựa vào những cái tiêu chí được đặt ra hai công ước căn bản của luật nhân quyền đó mà Việt Nam đã chấp nhận, đã ký vào, thì chúng tôi đi từng bước một, từng cái quyền một để so sánh với những cái thực trạng ở Việt Nam. Chẳng hạn như về quyền sống, ở chương 1 chúng tôi có 8 chương, quyền được xét xử công bằng, tuy nhiên về lĩnh vực tư pháp, quyền được tham gia đời sống chính trị, trong đó quyền lập hội, quyền biểu tình, vấn đề điều hành việc nước, rồi quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận. Chương thứ 5 là quyền tự do tôn giáo, thờ phượng. Chương thứ 6 là quyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động. Rồi chương 7 là quyền được đối xử bình đẳng, không kỳ thị. Chương 8 là quyền được hưởng an sinh xã hội. Đó là 8 cái chương, nó bao trùm cả những cái điều mà được đưa ra trong hai bản công ước quốc tế đó. Thì nhiên cũng đã biết được đây, thì thật sự có nhiều bản báo cáo ngay ở trong nước, nên đấu tranh cũng đã làm, nhưng mà giới hạn trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn như là bên hội tù nhân chính trị đưa ra bản báo cáo về sự đàn áp đối với những người đấu tranh, rồi có hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo họ cũng đưa ra một đoạn báo cáo hàng quý về sự đàn áp đối với người tự do tôn giáo. Nhưng mà cái mà báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền có tính cách là bao trùm tất cả những gì mà hai cái công ước quốc tế về nhân quyền đã đưa ra và Việt Nam đã cam kết chấp nhận. Đó là cái nội dung, cái bố cục của cái báo cáo hàng năm của chúng tôi. Thưa ông, một cách tổng quát dưới sự đánh giá của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, thì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua có được cải thiện hay thụt lùi thưa ông? Nếu có, ông cũng có thể cho biết lĩnh vực nào tiến bộ và lĩnh vực nào thì thụt lùi? Nhắm mắt có thể trả lời được thưa anh. Thì thật sự ra cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong những năm vừa qua càng ngày càng tồi tệ hơn.
đặc biệt trong năm 2016 mà trong bản báo cáo nhân quyền chúng tôi đã đưa ra, dựa trên những cái sự kiện, cái tin tức mở, tất nhiên là có thể kiểm chứng, thì chẳng hạn như vấn đề án tử hình, chúng ta thấy số lượng án tử hình đã tăng, cho đến nay Việt Nam đứng thứ tư về cái án tử hình trên toàn thế giới, chỉ có sau Trung Quốc rồi Iran và Ả Rập Saudite. Nhưng về buôn bán người, chính những nhân viên chống buôn người của Việt Nam đã thừa nhận rằng cái vấn đề buôn người càng ngày càng gia tăng và trở thành phức tạp, rồi viện dùng bạo lực đàn áp người dân, đặc biệt là đàn áp những người hoạt động cho nhân quyền gia tăng. Vấn đề kỳ thì không thuyên giảm, vấn đề quyền an sinh, đặc biệt là quyền về môi sinh, nhưng đã thấy chẳng hạn như vụ Formosa hoặc là vấn đề bóc xít ở trên Tây Nguyên, tất cả những vấn đề được đề cập trong cái hai công ước quốc tế nhân quyền mà chúng tôi coi như là tiêu chuẩn để mà so sánh, Việt Nam đi thụt lùi. Trừ ra một điều, đó là quyền đối với những người đồng tính, chuyển tính, và nhân cũng đã biết đây là một cái lớp phấn mà nhà nước Việt Nam dùng bôi lên để mà đánh lừa dư luận và để làm đẹp lòng một số phần tử của trong các chính quyền Tây phương, còn các liberal đó. Cho nên tôi thấy tất cả đều đi tụt lùi trừ gò vấn đề đó. Câu hỏi chót xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng. Thưa ông, được biết thứ Bảy ngày 27 tuần này, Hội Visual Artists Guy tưởng niệm 28 năm biến cố Thiên An Môn tại Hoa Lục năm 1989 tại Los Angeles. Trong đó, mạng lưới nhân quyền được vinh danh vì liên tục hoạt động nhân quyền cho Việt Nam trong suốt 20 năm qua và nhận giải Tiananmen Spirit Award. Ông có thể nói rõ hơn về dữ kiện này ạ? Dạ, thưa anh, thật là một cái sự bất ngờ, thật vì chúng tôi được nhận được cái tin này cách đây được khoảng 3 tuần thôi. Thì cái hội gọi là Visual Artist Guild là một cái hội nhân quyền ở Mỹ, họ đã bầu chọn mạng lưới nhân quyền cùng với một số nhà đấu tranh nhân quyền khác, đặc biệt là có một nhân vật rất nổi tiếng ở Hồng Kông là ông Lâm Quyên Kỳ. Tất nhiên có lẽ ai theo dõi tin hàng càng mà nhân quyền ở Hồng Kông thì biết. Rồi có bốn vật gia của người Hoa hiện đang còn bị cầm tù, đó là những cái người mà sẽ được trao giải gọi là Tiananmen Spirit Award nhân dịp kỷ niệm 28 năm đó. Thì cái biến cố Tiên An Môn đó, thì cái giải này ấy được trao hàng năm, và trong năm trước thì họ cũng đã trao cho những đầu tư biệt. Hàng năm họ có chọn một cái tổ chức, và năm ngoái thì tôi được biết cái tổ chức gọi là Ladies in White, tức nhiên là những người phụ nữ áo trắng ấy, một tổ chức nhân quyền ở Cuba, là những cái bà mẹ hoặc là những bà vợ của những cái tù nhân lương tâm tại Cuba đó, cũng được trao giải năm ngoái. Thì tôi thấy đây là một cái vinh dự, mà cái vinh dự này đáng lý chúng tôi nghĩ rằng nên trao cho những cái nhà đấu tranh ở trong nước, và chúng tôi xin được trao lại vì chính họ, những người đấu tranh trong nước đã hy sinh tất cả, kể cả hàng sống của họ để mà đấu tranh. Còn chúng tôi mạng lưới nhân quyền chỉ làm công tác có hỗ trợ và làm nối kết giữa nhà đấu tranh trong nước và đồng bào hải ngoại. Và chúng tôi nhận được cái vinh dự này và cũng xin trao lại cái vinh dự này cho những nhà đấu tranh ở trong nước. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã dành cho đài cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin kính chào ông. Dạ, xin kính chào anh Hải Nguyên, xin chào quý khán giả đài Đáp Lời Sông Núi.